Xin chào toàn thể quý anh chị em là Mày đồng hồ đã đến một kênh YouTube review đồng hồ chi hãng của Phạm Tuấn đồng hồ hiệu. Ngày hôm nay thì em Tuấn có mang đến cho anh em một món hơi, một thương hiệu đồng hồ đến từ thương hiệu T-shirt của Đức nữ sĩ và với mẫu sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ có mức giá siêu hời cho anh em, hàng mới 100% anh em nhé. Trước đây thì là em có kèm anh khách, anh khách được tặng nhưng mà không dùng tới, cho nên anh khách đã nhờ thanh lý một mức mức giá siêu rẻ luôn cho cái mẫu đồng hồ ngày hôm nay bên ngoài là sẽ là một cái vỏ bóc hộp của nhà t-shirt nhé có giấy em sẽ bóc ra trải nghiệm với anh em mẫu đồng hồ ngày hôm nay mức giá siêu rẻ luôn tại vì mẫu đồng hồ này thì sẵn một duy nhất một chiếc à khách được tặng nên là không dùng tới nên là thanh lý giá quá ngon cho anh em chơi luôn hộp đỏ đen đến từ nhà t-shirt này sẽ bóc hộp ra trên tay đây là một em t-shirt chemin bên trong sẽ có đồng hồ hộp sổ đầy đủ nha anh em nhé hộp sổ hướng dẫn sử dụng anh em mua hàng thì anh em tham khảo sau thì cuốn sổ này giúp em đây trên tay là em đang có đây là một em hàng t-shirt uh, phiên bản đặc biệt nha anh em nhé còn đầy đủ tem siêu ta anh em ngắm nhìn này mới 100 này anh em để anh em thể quan sát rõ tình trạng hàng mới hàng nó chưa bóc tem siêu đó mức giá phải nói như hàng lướt chỉ chưa lướt một chút thôi anh em nhá đây sẽ có cái tag kèm theo sản phẩm này ở đây những thông số cơ bản như là thép không xỉ mạ vàng PVD, độ chống nước 53 máy automatic sau này sẽ có mã quốc tế của chúng ta là T099.407.22.038.01 nha anh em anh em có thể tra mã này và tham khảo được mức giá của mẫu đồng hồ này giá khá là cao luôn em sẽ bóc qua lớp siêu nhé để anh em trải nghiệm mẫu đồng hồ này cùng với em trên này sẽ có tên gọi đầy đủ là đồng hồ Richard Champion. Champion, phiên bản đặc biệt, phiên bản kỷ niệm tượng nữ thần Hephaestus anh em nhé Em sẽ chỉnh một chút về tầm khoảng 10 giờ 10. Đây là khung giờ đẹp nhất của đồng hồ nha anh em. Phiên bản đặc biệt, phiên bản kỷ niệm đằng sau đáy sản phẩm ấy sẽ có tượng nữ thần Hephaestus. Đây là biểu tượng của đồng hồ rất hữu sĩ, rất là ngon. Rất là đẹp luôn anh em ạ phiên bản kỷ niệm của dòng Chemin được thiết kế này tôn demi nhìn rất đẹp và sang trọng luôn anh em có thể quan sát rõ và nhìn thấy độ mở trước này đây hàng mới anh em nhé xin anh em hàng mới vô cùng đẹp và hoàn hảo mức giá hiện tại thì uh, thanh lý em hàng này chỉ có 9 triệu 8 thôi nha anh em nhé 9 triệu 8 cho em hàng tiết sức Chemin phiên bản là tượng nữ thần Hephaestus. đây là phiên bản kỷ niệm đặc biệt anh em nhé thanh lý mức giá hàng mới 100% chỉ có là chỉ hiệu tám thôi ạ siêu rẻ luôn cho hàng đẹp như này rẻ hơn cho cả bản thường luôn nha anh em với dòng sản phẩm này thiết kế là toàn bộ phần tông tên mi và phần dây được thiết kế mạ vàng đang sen đường đánh phai xuất rất đẹp hoàn hảo mẫu này sẽ được thiết kế với đường kính mà xe mặt sẽ size 42 anh em tay khoảng khoảng 16 lên thì đeo rất là đẹp mẫu này rồi trên đùm sẽ có logo T của nhà t shirt này Để đủ chức năng cho anh em là lên con tay ha dường kim ra hack stop thì em giúp anh em giúp ra chỉnh giờ nhá đó nhìn rất đẹp luôn mặt kính chắc bị là một mặt kính sapphire chống trước chống trời uh, và anh em thể nhìn rất là trong anh em để quan sát rõ cái mặt tay hồ rất đẹp này bên trong cái mẫu sản phẩm này hôm nay chia làm hai tông màu ở đây sẽ thiết kế phần ngoài này sẽ một cái lèn riêng chứa những cọc số vạch và cọc số la mã đánh số hay là con số la mã này còn lại sẽ là con số vạch nha anh em ở trên cái viên ngoài này sẽ được thiết kế cái đường logo hình dấu cộng được khắc nổi lên nó đang xen nhau lẫn lộ nhìn rất đẹp phiên bản đặc biệt của dòng CheMin thì nó thiết kế rất là khác so với bản thường lòng trong của nó sẽ là gồm những đường trẻ tia săn bớt rất đẹp tạo lên những hiệu đường ánh sáng vô cùng tuyệt vời khi anh em trải nghiệm vào lên tay Ông Mè giờ xây dòng chữ t 1853 bên dưới dòng chữ Champion để Tua. Bộ máy sản phẩm là bộ máy tám 80, có dân tích cót siêu khủng mang đến cho anh em 80 giờ nhé. Và ô cửa sổ lịch ngay, làm vị trí góc 6 giờ, sau viên mắt chữ sĩ anh em nhé. Lúm nằm góc 3 giờ bên ngoài này, đầy đủ chức năng cho anh em lên con tay. Hay là dừng kim dây ja hai stop giúp ra chỉnh giờ. Có cái hoa đầu của nhà t-shirt nha anh em. Mà này sau thì anh em có thể quan sát và thấy được là Uh, biểu tượng nữ uh, lữ thần Hephaestus được bảo bọc với uh, là 23 ngôi sao nhìn rất lấp lánh và nhìn rất là sang bản uh, kỷ niệm này đeo lên tay đều đến vài tài vận may mắn cho anh em thì vô cùng hoàn hảo nhưng sản phẩm sẽ có một số thông tin cơ bản như là T-shirt 1853 mã đầu dòng Masari và đây có dòng chữ Sapphire Little là kính Sapphire Tenetil của Thay không gì và đây là đội chống nước sản phẩm 53 từ 50m nha anh em nhé Phiên bản à, tượng nữ thần tay Trang bị bộ máy automatic với thân tích cót của nó Lên đến là 80 giờ siêu khủng luôn nha anh em Hiện tại thì em đang thanh lý duy nhất một chiếc trên video hôm nay Chỉ có giá là 9 ,8 triệu 8 thôi anh em nhé à, Nếu mà anh em theo dõi kênh của em thì à, cách đây tầm khoảng uh, 5 hôm thì em có lên cho anh em một em hàng uh, như này hàng lướt Mà đã giá hơn 9 triệu rồi Nên phiên bản thì em thanh lý du khách thôi nhá Chỉ có 9 ,8 triệu 8 thôi Thành lý sốc sàn chỉ tạo cho trăm mới 100% sẽ có đi kèm bảo hành hậu mãi tất cả là 5 năm bên cửa anh em cho anh em để anh em thấy yên tâm hơn trải nghiệm mẫu đồng hồ chính hãng này anh em cần tư vấn hỗ trợ và muốn đặt hàng mẫu sản phẩm này chỉ cần liên hệ qua số hotline và số zalo bên cửa anh em là số 05 sáu tám bốn bốn sáu tám quý anh chị em và địa chỉ cửa anh em tại hai trăm ba nguyễn hữu tiến phường đồng văn dương tiên hà nam anh em gần có thể qua trực tiếp giao lưu và với anh em ở xa nhé thì em sẽ có ship qua đường bưu điện rất là tiện dụng cho anh em chơi luôn. Cảm ơn anh em. Xin chào lại anh em ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của Phạm Tuấn Đầu Hiệu.